thực hiện cái TVC của chúng tôi. Đúng rồi. Bắt đầu nha. Bây giờ bắt đầu cái rồi, cắt đi. Thôi mình quay cái này. Bây giờ tôi chỉ cho các máy quay là cần máy quay hướng bắc. Ạc director bên kia chuẩn bị chứ. Đây là mọi người cho em một anh máy vào đây. Sao mà anh trì trệ quá, để tôi giữ luôn cho. Anh đây, mời anh vô đây. Dạ đúng rồi. Chết rồi. Bây giờ từ từ. Đường bây dây giờ... của chúng dạ đây đường dây của chúng tôi nha. Bây giờ là tôi sẽ ngã, tôi sẽ đi, xong rồi tôi nói cái câu là tự dưng trời sẽ trời, tự dưng nắng ghê cái tôi xỉu là anh phải lái xuống. Xỉu là mấy xỉu dạ khỏi vào vừa thôi là để bắt được cái cảnh tôi ngã xuống, xong rồi sau đó Nguyễn Thúc Thủy Tiên sẽ ra dạ dỗ vô thì lúc đó anh bắt Nguyễn Thúc Thủy Tiên. Đúng nhưng mà lấy chung hai đứa, tôi sẽ nhìn lấy chung hai đứa mấy camera. Dạ đúng rồi. Sau khi Nguyễn Thúc Thủy Tiên kêu là mà có cái nón đọc slogan của mình xong, anh sẽ dùng ra sức của mình để anh nâng máy lên ra lên để thấy được Đức Phúc đang nhảy đằng sau. Nhưng mà miễn là sao lúc đó là em sẽ đứng ở kia, anh chỉ cần bắt em là được. Cho em xem cái góc này nó có rộng không nào. Trời ơi, đúng là ạc rồi đất cờ. Góc này được không? Từ từ. Đây. Anh xuống, lúc mà anh xuống như này. Xuống nữa không? Miễn đây cái xuống lúc. Nữa. Đây, cỡ này là vẫn là thấy tiếng. Ê, hai người thử vào được em. Chết rồi Đức Phúc. Rồi xỉu. Cầu toàn rồi xỉu. Ha xỉu cái mặt đúng. Sát xuống xíu. Đúng, nằm hẳn rồi, đi đó. Rồi. Rồi tiên lúc đấy. Rồi em ở đấy rồi. Em ở đây nè. Cho em nhìn. Ê con này đẹp luôn. Con này đẹp luôn đúng không? Đẹp luôn, tiên nhìn thẳng vào máy nha. Rồi. Chết rồi còn nhiều bích đi. Ấy à. Tôi yêu cầu đất bồn lương. Xong rồi. Hai ba. Củ ấu là bây giờ đâu chưa mà đâu cái hạt sen trước đi. Hạt sen đúng rồi. Đi nè cho em hai cái ghế ngồi đi. Dạ hai cái ghế với lại một cái ghế để làm cái bàn. Lúc đầu ôi cái đầu này. Anh lúc đầu là em muốn là nó như thế này này. Lúc sau khi mà lúc mà bắt đầu tiên dơ cái ấy ra là anh a ra một tí. Anh a ra một tí là cùng cái nhịp mà tiên vừa mới dơ cái đấy ra. Rồi ok rồi xong quay thôi. Quay nha. Rồi bây giờ hai bạn cãi nhau. Ê nếu mà bây giờ có kịp thì là chị khi mà lúc mà em đẩy hai người cãi nhau, khi mà em nói cái slogan đấy thì chị có thể chạy ra sau để chị nhảy cái này đi được. Đúng rồi. Ê mình nhảy lên bên trái chứ hay bên phải chứ. Cái máy cũng khá là giống hồi nãy. Đầu tiên sẽ là em với Tiên cãi nhau. Em lắc xong rồi cái đúng rồi. Đức Phúc đi giữa vô. Đức Phúc đi vô giữa để nói thì cái lúc mà Đức Phúc sẽ tách tụi em ra không đi vô giữa. Thì lúc đó anh bắt cận Đức Phúc thôi. Rồi hai tụi em sẽ chạy ra đằng sau này nè. Xong rồi Đức Phúc sẽ hụp xuống. Ê nhưng mà từ khoan cái lúc mà mọi người chạy ra sau là mọi người phải úp xuống. Hả? Lúc mà mọi người chạy ra sau là lúc đấy mọi người phải úp xuống. Ừ đúng rồi. Đúng rồi. Chạy thấp thôi. Thì em úp xuống thì mọi người úp lên. Đúng rồi. Rồi. Bánh phồng đi. Bánh phồng bánh phồng hả? Ê bánh phồng cho bà này nói nè. Bây giờ anh với em sẽ diễn kiểu đói bụng. Chị xíu nữa. Không mà chị lấy xong chị là chị đây chị xíu nữa hiểu không? Nè để lấy xong ăn đi. Không, lần này chị nói. Chị nói đi cho nó hay. Em với cả ấy diễn. Hai người đều xỉu. À hiểu không? Hai người đang đi cái xỉu. Đó, không, một xong rồi chị lấy ra chị đứng. Em ra nhảy, em biết sao không? Thì bây giờ nhà là Đức Phúc chạy ra xong chị ấy sử dụng nón của chúng tôi cái xong kêu không chị, em đói. Em vẫn ngất. Đói. Nếu bạn đói hãy sử dụng bánh phồng. Chị cắn luôn. Sao nếu mình cái nhiều cắn vậy ta? Cái hoa đúng không? Như này đi. Cái hoa là như này này. 1, 2, 3 bọn mình chụm lại vào cái giữa. Đó. Đó. Không, bây giờ mẹ quay mà em đi được đi cái chỗ giữa xong đang đi kiểu như xong mà ghép nhạc sớm vô slow mô lại. Thôi cái cuối là chốt ngắn gọn thôi. Bây giờ mỗi đứa cầm một cây hoa vô. 1, 2, 3 chụm lại ở chỗ giữa là ok. Rồi nói gì? Là gì? Là gì? Đồng cái câu đầu tiên là cái gì nhỉ? Hãy mua hoa. Từ không. Đây là cái câu thơ mà lúc hôm đấy đọc đấy. Về đây cái gì bốn mùa hoa trái ngọt ngào Thôi đó kìa, hãy mua hoa của chúng tôi để xua tan
xua hoài. Để luôn luôn, để mãi đẹp như hoa. Để mãi đẹp như hoa rồi, đơn giản vậy đi. Máy fit thôi. Dạ, fit thôi, đơn giản dễ chơi. Fit nhưng mà là canh canh giữa cho em. Fit như này đúng không? Đó, anh canh giữa. Hãy từ ngữ chuyên môn không? Fit thôi. Hãy mua bông chúng tôi để trở nên gì đẹp như hoa hả? Để mãi đẹp như hoa hả? Ok. Hãy mua bông mà đẹp như hoa hả? Ừ. Cho nó đừng bị lập từ. Rồi, ok. Rồi. Để đẹp như hoa. Để đẹp như hoa. Thôi, để mãi đẹp như hoa. Hãy mãi đẹp như hoa. Hãy mua hoa đi. Hãy mua hoa của chúng tôi để mãi. Để mà sao mà cứ dậm thêm mỗi lần quay là dậm thêm một câu vậy. Ok, hãy mua hoa chúng tôi để mãi đẹp như hoa. Tỏa ê, tỏa sắc cho đời, nhìn bên kia đi. Tỏa sắc hương cho đời. Đó, nhìn xuống sến vậy, hiểu không? Không sao. Không không, không sao. Anh ơi, cái đó cái dụng ý của bọn em, cứ để cho em sao đâu. Cắt 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 cắt. Rồi, đến. Yeah. Trời nắng quá vậy, tự dưng nắng ghê á. Lúc đấy là anh phải bắt la. No. Chung. Cái này bắt giá. Bắt chung, bắt anh chung. Anh bắt để thấy cả em, cả em bắt này. Chung em bắt với hai người này luôn. Bắt hai người thấy nước hút sống. Máy xong nè. Set. 2, 3. Trời bé ơi, dạo này chị buồn quá. Chị chuẩn bị đi thi hoa hậu mà bên ban tổ chức nói chị là cái mắt chị thâm quá. Người ta đặt tên cho chị kêu chị đi thi tới mít thi mà người ta kêu chị là tâm thi không à. À chị đã lộn rồi, tâm thi là t*** xong rồi lộn. Thôi chị xin lỗi lại nha. Từ ngày mà tôi thấy chị lên làm hoa hậu là chị bắt đầu chảnh đi rất nhiều. Từ cái thái ngày... độ của chị. Tại từ ngày mà tôi thấy cô đi làm livestream mà cô cũng không có quan tâm gì đến những người xung quanh. Sao chửi nhau mà ậm ờ? Chửi nhau đâu được ậm ờ. Nhỏ nó chửi nhau mà không được ậm ờ. Lại đi, đừng có cười, đừng có xì. 3, 2, 1, vô. Hãy mua hoa của chúng tôi để mãi đẹp như hoa. Mang sắc hương. Rồi lại. Hãy em mua... xin lỗi, em... Em cũng hơi chậm. Càng ngày tôi càng không thích thái độ của cô. Cô cũng vậy. Cái thái độ của cô rất là thấy ghét. Hàng xóm với nhau mà sao đối xử vô kỳ cục vậy hả? Chứ cô gọi lại bên thân cô coi. Bạn bè với nhau sao vậy? Như... Thương nhau củ ấu cũng tròn. Hãy ăn củ ấu của chúng tôi để biết yêu thương nhau nhiều hơn. Bé ơi, dạo này chị buồn quá, chị đi thi hoa hậu mà người ta không có cho chị thi hoa hậu, người ta nói chị hả là thâm quá. Ừ. Tức là mắt chị thâm quá, người ta đặt tiền chị là thi sầm. Trời, chị buồn quá, giờ sao cho mắt chị hết thâm đi. Nếu bạn cảm thấy mất ngủ, đã có gương sen của chúng tôi. Trời ơi, sao tự dưng hôm nay nắng quá vậy? Tự dưng nắng ghê, trời ơi, nhức đầu quá. Nếu bạn cảm thấy nắng quá, hãy sử dụng nón cỏ bàn của chúng tôi. Ôi, Phúc ơi, trời ơi, trời đâu có nắng đâu mà sao? Nếu mà nắng thì em hãy sử dụng nón cối. Em đói à? Không phải. Em ơi, nếu mà đói thì hãy sử dụng bánh phồng mè xua tan cơn đói mùa hè. Hãy mua hoa của chúng tôi để mãi đẹp như hoa. Tỏa sáng hương cho đời.